Xin chào cả nhà, tiếp tục thì Nhân làm video thì bữa nay là Nhân sẽ lấn sân qua nói về chung cư, thì nói về chung cư nhưng mà nó cũng sẽ dính vào nhà đất chút xíu nữa nha. Tức là bây giờ hôm nay là Nhân sẽ chia sẻ cái video này là về cái mặt lợi và mặt hại, tức là không phải lợi và hại mà tức là phần lợi và cái nói chung là cái phần mình được và cái phần mình không được về cái nếu như mua chung cư và mua nhà đất. Thì đầu tiên Nhân nói chung cư trước đi. Tại một cái lý do đơn giản mà hầu như là những cái chung cư ở Sài Gòn mà những cái chủ đầu tư họ bung ra thì họ đều bán được hết. Một lý do là sao? Là cái nhu cầu thật của những cái hàng mình rất là nhiều. Tức là nó sẽ có hai nhu cầu ở trong đó. Một cái nhu cầu là ở thật và cái nhu cầu thứ hai là mua thật để cho thuê. Thì đó là một hai cái nhu cầu mà những cái khách hàng mà quyết định mua nhà chung cư là nhiều nhất. Thì khi mình mua chung cư á, chỉ cần á, Nhân nói thẳng luôn, không phải là Nhân không có chê được mà Nhân nói thẳng luôn, nếu như á, mà chủ đầu tư nào mà họ làm theo cái kiểu là không có uy tín á, tức là họ làm xong rồi họ lấy tiền của khách hàng xong rồi họ không làm nữa thì cái đó không bàn cãi, rồi chắc ăn là mình sẽ không biết là cái đồng tiền mình về đâu rồi, cái kiểu như là tiền mất tật mang của khách hàng gánh chịu đó. Còn những cái khách hàng nào mà mua được những cái chủ đầu tư mà họ có uy tín, họ làm đàng hoàng hết cho mình thì Nhân chắc chắn một điều 100% là mình bán lại mình sẽ xin lời. Tại vì đơn giản từ lúc mình mua là nó là một cái bóng thôi, nó chả có cái gì. Khi từ một năm rưỡi hoặc là 2 năm hoặc là thậm chí là 3 năm đó, mình nhận được cái căn nhà nó hoàn thiện rồi thì lúc đó chắc chắn là cái giá cả nó sẽ khác rồi. Hầu như là 100% những cái dự án mà Nhân đi câu đều cái kiểu là nó lên cái giá gấp đôi hết. Đó. Nhưng mà mình mua phải gặp những chủ đầu tư uy tín họ làm cho mình, còn những chủ đầu tư nào mà họ không làm thì mình là người tiền mất tật mang. Và cái lượng cái khách hàng mà mua chung cư nhiều nhất là tuổi trẻ, tức là cái tầm tuổi như Nhân 8x 9x mua để mua ở chung cư. Thứ nhất là cái cuộc sống ở chỗ cái chung cư mình ở đó, chắc chắn một điều là nó sẽ là cái kiểu như là sao ta nói là sung sướng ấy. Tại vì khi mà mình ở trên chỉ cần mình đi xuống thôi là nó có nguyên một cái trung tâm thương mại ở dưới rồi. Thì Nhân nói đó là những bất động sản cao cấp, tức là những chung cư cao cấp thì nó có thương mại ở dưới thì nó có đầy đủ hết trơn, là cuộc sống ở dưới là hầu như nó không thiếu một cái gì hết, nó có đầy đủ hết những cái dịch vụ ăn uống vui chơi rồi giải trí rồi tới bệnh viện trường học này kia là hầu như nó có ở dưới hết. Còn là những cái chung cư mà nó không được cao cấp cho lắm thì cái cuộc sống nó cũng khá là đầy đủ và nó khá là thoải mái, chỉ cần mình ở trên lầu mình bước xuống tới ở dưới đất thôi là hầu như cái dịch vụ gì cũng có hết. Tại vì Nhân ở cái căn chỗ chung cư Tây Thạnh với lại chung cư Sơn Kỳ 1 nè, rồi chung cư Gia Phú thì nó gần ở chỗ đường Tây Thạnh, đường Lê Trọng Tấn, đường N1 á, thì những cái chung cư này hầu như là cái nói về cái cuộc sống khá là tốt. Nhưng mà Nhân ở đây, Nhân ở nhà trọ đây cả nhà, chứ không có ở chung cư nha. Thì nhưng mà Nhân thấy được cái cuộc sống ở đó thật sự nó rất là tốt. Và cái thứ hai là hầu như là cái Sài Gòn của mình đó là cái nói về cái kinh tế là nó bậc nhất rồi, nó thu hút nhà đầu tư rồi thu hút cái nhân lực đi làm cho những nhà đầu tư đó, thì cái lương đó, nó sẽ cao hơn so với ở những cái tỉnh khác hay là ở những cái vùng khác, cho nên đâm ra là nó thu hút nhân lực rất là nhiều. Thì đó cũng là một cái lý do là những cái người nhân viên văn phòng này kia đó họ cứ đổ dồn về Sài Gòn họ làm việc thôi. Mà muốn mua đất mua nhà ở Sài Gòn đó, thì thật sự là cái chuyện đó quá khó khăn rồi, không thể nào mà mua nổi với nhà đất ở Sài Gòn á, thì bắt buộc mình phải mua chung cư để mà ở, để làm gì, để tiện cái việc mình đi làm cho nó dễ đó. Thì Nhân sẽ phân tích cho cả nhà mình là mua để ở và mua để đầu tư thì cho thuê cũng rất là dễ đó cả nhà, bởi vì là thay vì là mình chui vào một cái phòng trọ bây giờ nó khu vực Tân Phú thôi, không có đâu xa, thì giờ nó cũng 2 triệu, 2 triệu mấy hết trơn rồi. Nhưng mà cuộc sống phòng trọ thì mình biết rồi đó, mình ở chung với những cái, không phải đây là chê, nhưng mà mình ở chung với những người mà họ lao động đó. Thì
nó có những cái là rất là khó chịu. Chẳng hạn như là họ học nhân không có bàn sâu vấn đề này thì nhân nói sơ sơ thôi thì cả nhà mình sẽ hiểu được. Đó, cho nên là thà mình đóng phòng trọ 2 triệu mấy rồi bây giờ mình bỏ thêm khoảng chừng 1 triệu và 2 triệu nữa là tầm khoảng 4 triệu là mình có thể thuê được một căn chung cư rồi. Thì một căn chung cư đó thì thường nó sẽ 2 phòng ngủ, mình kiếm thêm 2 cặp nữa, một cặp vợ chồng nữa, tức là sẽ 2 cặp vợ chồng mà ở chung cũng được, thì cuộc sống nó sẽ như bằng nó yên tĩnh hơn và nó thoải mái hơn, mặc dù nó mắc tiền hơn chút xíu đó. Thì đó là những khách hàng mà mua ở và mua để cho thuê. Còn và cái một cái thì cái mặt không tốt của chung cư là khi mà mình mua thì nó có những cái chung cư nó sẽ là thời hạn là 50 năm, và có những cái chung cư bây giờ thì đa số là nó cũng là sở hữu lâu dài thôi, nhưng mà lâu dài thì lâu dài, thì chung cư mình ở thì chắc ăn tầm khoảng chừng 30-40 năm, cao lắm 50 năm thì nó cũng banh chành hết rồi chứ nó không có còn đâu. Thì khi mà tới cái thời điểm đó nó hư rồi á, nó dạng như là nó xuống cấp rồi, thì những cái chủ đầu tư trước ấy, hoặc là những chủ đầu tư khác họ sẽ phá hủy cái chung cư đó để họ làm lại một cái chung cư mới, hoặc là làm lại một cái gì đó mới đó, thì họ sẽ đền tiền cho mình, nhưng mà họ đền với cái giá tiền đó thì nó không có cao. Tức là ví dụ như hồi đó mình mua là cái giá là nó 1 tỷ hoặc là 2 tỷ đi, thì nó 50 năm sau thì người ta đền mình cũng cái giá bao nhiêu đó thôi, chứ nó đâu có tăng lên được đó. Cho nên là một cái lý do là khi mình mua chung cư là nó bị thiệt cái chỗ đó, chứ không có gì hết. Hoặc là gặp những chủ đầu tư họ không đàng hoàng, thì đó là cái phần thiệt thòi thuộc về mình. Còn nếu như là đất nền nhà phố thì bây giờ là nếu như mình cầm dưới 1 tỷ chắc chắn một điều là không mua được nhà đất ở Sài Gòn, mà phải đi ra những cái vùng xa xôi một chút. Đó, thì bây giờ nhân sẽ nói về cái không được tốt của nhà phố. Thì giống như là nhà phố đất nền đó, như nhân mua một căn ở dưới các tổ sinh thì thật sự mà nói là mua cũng để đó thôi, để đâu có về ở được, tại vì làm việc ở đây mà. Thì nếu như mình chạy nhân chạy về dưới thì nó mất cũng khoảng 25-30 phút rồi, rồi tầm khoảng 35-40 phút đi. Thì khi mà mình chạy lên tới đây là nó mệt đuối rồi, làm gì thì nổi nữa đó. Cho nên là nhưng mà cho nên là mình nhân bỏ dưới, nhưng mà sao nhân cũng quyết định là mình mua nhà, tại vì là thứ nhất là nó là một cái tài sản, và mình mua nó là mình chắc chắn là mình sẽ sở hữu là cái sổ hồng và cái đất lâu dài rồi đó. Cho nên là cái lợi thế là khi mà mình ở 50 năm 60 năm sau đó, thì lúc đó nó vẫn còn, ví dụ như cái nhà nó hư rồi mình vẫn còn miếng đất, mà cái miếng đất đó, mà tới cái thời điểm mà 50 năm sau đó, thì cái giá trị nó lên nhiều khi là gấp 10 lần, 20 lần, 30 lần, thậm chí cả 100 lần rồi đó. Thì cái lợi thế là mình mua đất là nó được như vậy đó. Và mình để nó càng lâu thì nó càng có lợi thôi. Nhưng mà cái lợi thế trước mắt đó là mình không thể nào mình đi làm ở Sài Gòn thôi, cho nên là khó ở chỗ đó. Và cái thứ hai đó là mình ở những cái căn nhà phố như vậy đó, hoặc là mua đất nào ở dưới cái tỉnh đó để mình ở đó, mà tầm dưới tỷ đó, thì những cái tiện ích nó không có nhiều. Chỉ có những cái quán cà phê hoặc là những cái quán ăn này kia nhỏ nhỏ nó bình thường thôi, còn cái giải trí thì nó cũng không có, tức là nó có chăng nữa nó cũng không nhiều. Mà vì cái lý do không nhiều đó, không có sự cạnh tranh đó, thì những cái người dân họ kinh doanh họ bán cái giá nó cao lắm, nó rất là cao. Cho nên là cuộc sống thì nó từng có hơi vất vả. Cho nên là nhưng mà nhân phân tích cho cả nhà mình thôi, thì mình mua nhà phố đất nền hoặc là mình mua chung cư nó đều có lợi, thì có những cái thì nó có lợi trước mắt và có những cái thì nó lợi cho tương lai. Nhưng mà cái quan trọng nhất để mà mình quyết định mình mua nhà đất hay là mình mua chung cư là tùy thuộc vào cái tài chính của mình đó, cái tài chính của mình bao nhiêu, thì lúc đó là mình sẽ sắp xếp để mà mình quyết định mình mua bất động sản nào. Rồi, nhân xin kết thúc video, và cả nhà mình hãy nhớ bấm đăng ký cho nhân nha, để có thể những video sau đó thì Google sẽ thông báo cho mình để mình cho nó mình xem, biết đâu là mình sẽ tự nhiên vô tình đó biết được một cái gì đó hay để mình áp dụng vào cái kinh doanh bất động sản của mình, hoặc là mình mua để ở chẳng hạn như vậy. Rồi, nhân xin chào và hẹn gặp lại.